Chú em xin không có tiền trong ấy đâu. Chú em xin cái bằng lái xe thôi. Bác ơi, anh nào bác chị ở nhà vừa nhớ không? Anh ơi, em không có tiền ở trong đây, cho em xin cái bằng lái xe đi. Anh ơi, anh chị ơi, bác ăn lấy hả? Xuống như chị ơi hả? Người nào đấy, có biết người làm cho em xin nhờ cái bằng lái xe cái nào hả? Anh ơi, lái xe từ từ em. Anh ơi, chị của em anh nào mất cho em xin không có tiền trong đây đâu, cho em xin cái bằng lái xe thôi. Bác ơi, anh nào bác ở trên nhà vừa nhớ không? Anh ơi, em không có tiền để trong đây, cho em xin cái bằng lái xe đi. Anh ơi, anh chị ơi, bác ăn lấy hả? Xuống như chị ơi hả? Người nào đấy, có biết người làm cho em xin nhờ cái bằng lái xe cái nào hả?